Chào mừng các bạn đã đến với Tri Thức Quanh Ta, một kênh video bổ ích về kiến thức ở mọi lĩnh vực. Hôm nay, chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận liên quan đến sức khỏe đó nha. Cụ thể thì là một căn bệnh và cách để điều trị. Vâng, có lẽ căn bệnh tôi sắp nhắc tới dưới đây không ai là chưa từng nghe qua một lần. Đó là trúng gió đấy ạ. Một triệu chứng khá phổ biến đối với chúng ta và có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở đâu mà không lường trước được. Chắc hẳn các bạn đang rất hào hứng, muốn lập tức đi tìm hiểu cùng tôi ngay đúng không? Nào, trước khi bắt đầu đừng quên share video này cho những người bạn của mình vào xem cùng nhé. Theo nghĩa thông thường thì trúng gió đồng nghĩa với bị cảm, đều do một trong các yếu tố thời tiết như nắng, gió, trời lạnh, sương giá, mưa, v.v. tác động quá mức vào cơ thể. Bất cứ ai cũng có thể bị trúng gió, nhất là những người có sức đề kháng yếu, suy nhược, làm việc quá mức, say rượu, người có tiền sử hạ đường huyết, hạ huyết áp không ổn định. Trúng gió xuất hiện thường có nguyên nhân là do hệ thần kinh đối giao cảm hoạt động quá mức, tim đập chậm lại, mạch máu giãn nở ra, huyết áp hạ xuống. Vậy làm thế nào để nhận ra mình đã bị trúng gió? Triệu chứng rõ rệt nhất khi một người bị trúng gió là ớn lạnh ở gáy, sống lưng, tay, chân, có khi kèm nhức đầu, chóng mặt, chảy nước mũi, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Có trường hợp nặng, người bị trúng gió còn hôn mê, tay chân rất lạnh, co cứng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cứu chữa kịp thời. Trời ơi trời, đúng là một căn bệnh nguy hiểm. Nhưng đừng lo lắng, bởi vì từ xa xưa, cha ông ta đã truyền lại vô số những phương thức chữa trị cho chúng ta rồi đấy. Những phương thức ấy là gì và cách thực hiện như thế nào? Để điều trị trúng gió, đông y và tây y có cách điều trị không giống nhau. Trong tây y, khi bệnh nhân bị trúng gió, các bác sĩ thường chỉ định uống thuốc cảm, paracetamol, paradol, ngoài ra bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Trong đông y, phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong đông y là cạo gió. Phương pháp chữa bệnh này đã có từ lâu đời. Thông qua cạo gió có thể giải hàn, giảm nhiệt, loại trừ khí độc từ bên ngoài. Khi được cạo gió xong, người bị trúng gió sẽ dần dần hồi phục, tinh thần trở nên sảng khoái và dễ chịu. Mặc dù hiện nay y học hiện đại vô cùng phát triển, nhưng cạo gió trị bệnh vẫn được thịnh hành vì rất an toàn, thao tác đơn giản và ưu điểm là có bệnh thì khỏi bệnh, không có bệnh thì người thêm khỏe. Đặc biệt là những nơi xa các trung tâm y tế, thiếu phương tiện chữa trị thì cạo gió trị bệnh là biện pháp vô cùng hữu hiệu đấy. Tuy nhiên nếu kèm theo các triệu chứng sau, đột ngột hôn mê hoặc lú lẫn, rối loạn nhận thức, mất ý thức, mất thăng bằng, nói khó hoặc nói ngọng, méo mồm, rối loạn thị giác, tê yếu hoặc liệt mặt, tay và chân thì cần phải đưa đi đến bệnh viện ngay. Đối với những người đang điều trị bệnh, người già, trẻ em do sức đề kháng yếu nên thường bị trúng gió hơn so với những người bình thường khác. Vì vậy, để hạn chế bị trúng gió, chúng ta cần bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngày lạnh trước khi ra đường nên đội mũ che tai, quàng khăn để tránh gió lùa vào tai, cổ, giữ ấm đôi bàn chân. Khi ngồi trong phòng điều hòa cần tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau. Thường xuyên vận động vai, gáy, cổ để máu huyết lưu thông. Khi ngủ dậy nên nằm trên giường khoảng 5 phút cho tỉnh hẳn trước khi xuống giường. Ngoài ra cần tăng cường thể dục thể thao để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Như vậy tôi vừa mới giải thích cho các bạn một cách hết sức chi tiết về bệnh trúng gió và phương pháp xử lý khi gặp hiện tượng trúng gió. Các bạn hãy cố gắng ghi nhớ thật kỹ để lần sau nếu bản thân mình hoặc bạn bè người thân không may gặp phải triệu chứng này thì có thể dễ dàng đối phó và trị liệu hơn. Đừng bao giờ coi nhẹ sức khỏe của mình và người thân đấy nhé. Nếu bạn thích những video như thế này, hãy ủng hộ bằng cách subscribe cho kênh Tri Thức Quanh Ta. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.